cái bản tin kế tiếp đây thì chúng ta nói tới cái chuyện mâu thuẫn ở Ukraine là chuyện cái ông tổng thống Zelensky thì muốn đây là cách chức cái ông tướng chỉ huy quân đội ông Zaluni thì cái chuyện này nó xảy ra như thế nào thực sự ra chúng ta thấy rằng cái sự mâu thuẫn giữa hai ông này nó đâu phải là mới chúng ta nhớ lại cái hồi mà cái cuộc phản công của Ukraine quân đội Ukraine nó nó không có hiệu quả nữa thì lúc đó ông tướng ông đã có tuyên bố một cái điều là ông nói là quân đội của ukraine đã làm hết sức mình đã cái sức mạnh nó đã khai triển hết tới cái mức bão hòa rồi không có thể nào mà có thể có một cái đột xuất ngoạn mục nào khác được nữa rồi và cái cuộc chiến ở ukraine nó phải nói là đi tới chỗ bế tắc thế nhưng mà ngay sau đó ngay, gần như là vài tiếng đồng hồ sau thì zelensky đã có một cái cuộc phẩm, trả lời phỏng vấn với báo chí của tây phương ông mới phản đối cái chuyện đó. Ông nói không phải lấy cuộc chiến của Ukraine đi tới cái chỗ bế tắc, nhưng mà nó chỉ vì là đồng minh của Ukraine và ngay cả dân chúng của Ukraine đã kỳ vọng quá lớn, đã hy vọng quá nhiều vào cái cuộc phản công của 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 Ukraine cho nên chỉ có một cái vài cái thành quả nó nhỏ nhỏ thì đâm ra cảm thấy thất vọng mà thôi chứ nếu mà nói chung ra thì cái cuộc chiến tranh của, của quân đội Ukraine vẫn là một những cái cuộc chiến thắng đấy chứ. Và sau đó thì ông đưa ra cái lời chỉ trích là ông tướng Zelensky đã có một những cái tuyên bố mà như vậy thì làm cho mọi người, làm cho đồng minh của Ukraine, làm cho quân đội, làm cho dân chúng của Ukraine đi tới cái chỗ gọi là thất vọng và có thể là gọi là nản trí thế thì thứ hai vừa rồi chúng ta thấy báo chí của toàn thể thế giới đưa đưa tin nói rằng là ông Zelensky lại cũng có một cái cuộc à, hội họp khác với lại ông tướng Zalony ở, ở ở ở mặt trận đó thì cái tin tức của cuộc họp này rò rỉ ra ngoài nói như thế này nè nói trong cái cuộc họp đó ông tướng Zalony ông yêu cầu là chính phủ hay nói chính xác hơn là bộ quốc phòng của Ukraine đó, nên gọi là động viên cho quân đội thêm khoảng chừng 500.000 người lính tức là nửa triệu nói rõ ràng như vậy thì mới mong chiến thắng được Nga, đang phòng thủ rất là kiên cố hiện nay. Thì ông Zelensky, ông Tổng thống Zelensky ông bác bỏ ngay, ông nói rằng một yêu cầu như vậy là hoàn toàn nó không có thực tế. Bây giờ cái Ukraine mà vận động động viên được 500.000 quân lính mới là, là cái điều không thể rồi mà huống chi đó có điều động được đó, thì sẽ không có quần áo tức là không có quân trang quân dụng không có súng ống không có đạn dược để cung cấp cho họ chiến đấu đâu mà nhất là cũng không có đủ tiền để mà trả lương lậu cho họ thì làm sao mà, mà có thể động viên làm cái gì rồi sau đó ông zelensky ông lại nói tiếp cái câu này ông nói rằng là hiện nay đó chỉ vì cái người ukraine đã quá mệt mỏi với cái cuộc chiến kéo dài rồi thì sự ủng hộ của thế giới đối với ukraine nó cũng đã bắt đầu là hạn hẹp cạn kiệt và có thể là chấm dứt nữa cho nên quân đội của ukraine cần phải có một cái sự cải tổ làm sao mà bây giờ phải thay đổi cái, 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 cái hệ thống chỉ huy tạo ra một cái sinh khí mới cho quân đội một cái sức mạnh một cái sự phấn khởi mới cho quân đội thì mới mong mà có thể cải thiện được tình hình có lẽ sự rò rỉ của những cái điều này nó là mấu chốt để cho thế giới truyền thông của thế giới mới đưa ra mới nhận định một cái tin rằng là ông Zelensky muốn thay tướng muốn thay, muốn cách chức ông zaloni để mà thay đổi một cái người à, lãnh đạo mà họ cứ nói rằng là cái ông, ông tướng chỉ huy an ninh quân đội của, của ukraine với một cái tin này thì mình thấy rõ ràng là phát ngôn viên của phủ tổng thống bác bỏ ngay nói rằng là hoàn toàn là không có cái chuyện mà tổng thống muốn cách chức Zaluni và ngay cả vừa phát ngôn viên của bộ quốc phòng cũng đã của Ukraine nó cũng đã đưa ra một cái tuyên bố nó chắc nội ông ấy nói rằng là tôi báo với lại quý vị phóng viên và một lần thôi là những cái điều như vậy không có đúng sự thực Thế nhưng mà như chúng ta biết là cái chuyện gì nó không phải có lửa thì nó mới có khói. Nếu như mà không có những cái tin tức như vậy đó, thì người ta cũng thấy rõ ràng cái sự rạn nứt nó có rồi chứ không phải không. Bây giờ người ta nhìn vào quá khứ đi, người ta thấy rõ ràng là kể từ khi mà cái ông bộ tân bộ trưởng quốc phòng đó, tức là ông Umerov hiện nay đó, ông vừa mới nhậm chức quốc phòng thì mình thấy trong quân đội nó có nhiều cái sự lộn xộn. Nhiều cái vị chỉ huy của nhiều cái lực lượng mà gọi là là, là quan trọng đó tự nhiên bị cắt chức mà không cần một lời giải thích nào cả và nhất là cái ông tướng chỉ huy quân đội là ông Zaloni lại không có hề hay, hay biết gì cả đây là một cái kiểu mà mình hay thấy là là cái kiểu giống như chặt bớt vây cánh mà trong các cuộc thanh trừng chính trị xảy ra các quốc gia người ta hay xài có nghĩa là những cái vây cánh của ông tướng Zaluni hình như đã bị rời đi hết thay bằng người khác rồi cái chuyện thứ hai người ta thấy cái gì? Người ta thấy là trong cái khi mà hành quân đó cái ông tướng Zaloni này đã nhiều lần ông không đồng ý với lại kế hoạch hành quân của những cái cố vấn ở của Hoa Kỳ này hay là của các quốc gia của khối NATO. Và sau này chúng ta thấy rằng các tướng lãnh của Ukraine tuyên bố rằng là nếu mà họ cứ sử dụng cái kế hoạch hành quân của, của 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 đồng minh thì coi như là quân đội Ukraine chết hết, không còn một mống nào. Và một sự lụn bại sẽ không có thay đổi được không có gượng dậy được mà trong khi đó mình thấy là ông tổng thống zelensky lại bị áp lực của đồng minh của nato vì nhận viện trợ của người ta là phải theo những cái kế hoạch của người ta rõ ràng trong cái vị trí vị, 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 công việc chỉ huy nó đã có cái sự mâu thuẫn giữa chính quyền giữa tổng thống với lại ông tư lệnh của, của quân đội rồi và sau này một cái vấn đề về, về liên quan đến chính trị người ta nói rằng là cái ông tướng Zelensky này càng ngày ông càng trở nên giống như là một cái người anh hùng của đất nước Ukraine. Ông có uy tín trong quân đội rồi, ông có cả uy tín với cái người dân Ukraine nữa. Rõ ràng là ông trở nên là một cái đối thủ rất là đáng sợ cho ông, Tổng thống Zelensky. Trong khi ông Tổng thống Zelensky thì vẫn đang bị cái lời ông tướng Ve là cố, coi như là cố nắm quyền mà hủy bỏ luôn cái cuộc bầu cử tổng thống lẽ ra là phải tổ chức năm ngoái cho nên mình thấy rõ ràng là hai bên đã có một cái sự gọi là ngay cả một cái chuyện là rạn nứt về, về về vấn đề chính trị và người ta tin rằng nếu như có một cái cuộc mà bầu cử nó xảy ra đó ông Zeloni ông Zeloni ông, ông sẽ nhảy ra tranh cử và chắc là ông sẽ chiến thắng ông đè bẹp ông, ông tổng thống Zelensky uh, hiện nay bởi vì mình thấy rõ ràng là trong cái cuộc chiến đấu vừa rồi công trạng của quân đội lớn quá thì thưa quý vị rõ ràng là cái chuyện đó, t, t, mâu thuẫn đó, nó cũng chưa đi đến đâu thì bây giờ có một cái tin mới nói rằng là ông tổng thống zelensky đã bổ nhiệm cái ông tướng chỉ gọi là tư lệnh lục quân đó ông olak uh, kiri lên là thay thế cho ông zaloni nhưng mà ông tướng kiri này lại từ chối không có muốn nhận cái vị trí đó nó cho thấy là quân đội người ta ủng hộ ông zaloni rất là mạnh mẽ và tin mới nhất mà reuters đưa ra, ra, ra cách đây chỉ có vài tiếng đồng hồ là người ta nói rằng là tổng thống zelensky đã thu hồi lại cái ý định là muốn cách chức ông zaloni rồi coi như là mọi chuyện lại trở nên như cũ thế nhưng mà rõ ràng là cái mâu thuẫn giữa tổng thống với là ông tư lệnh tư, tư, tư thì nó càng ngày nó càng rõ và nó khó lòng mà hàn gắn lắm đấy là một cái điểm rất là bất lợi cho cái cuộc chiến đấu của của đất nước Ukraine